Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Giờ Giải Trí. Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt khi mà chúng tôi mời đến đây một cô ca sĩ ngay từ những giây phút đầu tiên để cùng với quý vị khán giả trò chuyện rất là nhiều những câu chuyện liên quan tới con đường sự nghiệp của cô gái này. Xuất thân từ Học viện Âm nhạc Quốc gia, theo học dòng nhạc thính phòng cổ điển. Và bây giờ thì cô ca sĩ này đã được mọi người biết đến nhiều hơn thông qua cuộc thi Thần Tượng Bolero 2018, là học trò của danh ca Ngọc Sơn, đã giành được ấn tượng với cả ba vị huấn luyện viên của chương trình Thần Tượng Bolero năm nay bởi vì một giọng ca rất là nội lực và kỹ thuật cao. Xuất hiện trong trường quay của chúng tôi ngay lúc này đó là ca sĩ Nhã Thanh. Xin chào Nhã Thanh. Chào chị Quỳnh Chi, chào chị Thùy Dung cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Giờ Giải Trí. Dung đã được nghe tên của Nhã Thanh rất là nhiều lần. Quỳnh Chi cũng đề cập đến khi mà dẫn Thần Tượng Bolero này, rồi ngày hôm qua cũng có cơ hội dẫn một chương trình mà có Nhã Thanh tham gia nữa. Và quả thực là có rất là nhiều duyên nợ với cả nhau, đúng không? Khi mà đã sau một thời gian dài chị em mình lại được gặp nhau nhờ. Và cũng biết rằng là từ sau cuộc thi Thần Tượng Bolero thì cuộc sống của em hay là những người biết đến em thì có thay đổi nhiều không? Cuộc sống của em thì cũng thay đổi đôi chút. Chắc sẽ được mọi người kiểu chú ý nhiều hơn và có thể là nhận nhiều show hơn, đúng không? Đúng tại vì ạ. Chị thấy là em cũng xuất hiện khá là nhiều những chương trình âm nhạc, mà đặc biệt là cũng từ sau cuộc thi là cũng gắn bó với huấn luyện viên Ngọc Sơn, đi diễn rất là nhiều cùng với anh, thì đặc biệt là vào ngày 22 tháng 9 thì cũng cùng với quán quân của chương trình Thần Tượng Bolero năm nay này, cùng với rất là nhiều những danh ca thành danh khác như là cô Giao Linh hay là anh Thái Châu, anh Ngọc Sơn đứng trên sân khấu, thì không biết là cảm xúc của em như thế nào? Em cảm thấy rất là vui khi em được đứng chung sân khấu với các danh ca gạo cội như vậy. Nhưng bên cạnh đó thì em cũng cảm thấy áp lực vì em không biết là khán giả đón chờ mình như thế nào. Sau khi mà đọc xong những cái dòng giới thiệu về Nhã Thanh ấy, thì chị cảm thấy rất là ngưỡng mộ khi mà từ một cô gái chuyển từ dòng hát thính phòng sang đến hát bolero. Đó là một cái điều mà có lẽ là rất là khó khăn, đúng không? Bởi vì chị thấy hai dòng nhạc nó không hề có một chút gì đấy liên quan đến nhau. Như mọi người nói là mạo hiểm chị ạ. bởi vì một người mà chưa học thanh nhạc bao giờ ấy, học hát bolero thì sẽ rất dễ hơn rất là nhiều. Còn những người mà đang có một cái nền tảng kỹ thuật và hát hoàn toàn bằng cộng minh như em, chuyển về hát bolero nó khó gấp 3 người bình thường. Tức là sẽ phải giống như kiểu là mềm mại hơn. Tức là khiến cho giọng hát của mình mềm mại hơn, đúng không? Theo chị hiểu là như thế. Em phải vứt bỏ cũng khá là nhiều những cái tức là những thói quen những cái thói quen hoặc là những cái thí dụ như là trong em hát trong hát opera cổ điển á, là hoàn toàn sử dụng kỹ thuật cộng minh và dựng âm thanh, em hát âm thanh nó phát ra từ trên óc ấy. Đó. Nhưng mà đối với bolero hoàn toàn sử dụng bằng giọng thật và âm thanh lại được phát ra từ cái hàm ếch ở đây này, chỉ qua ra từ đây thôi, chứ không phải là ở âm thanh trên đầu như em hát opera. Thành ra là hai cái lối hát đã bị mâu thuẫn thì em phải suy nghĩ và em phải tìm cái riêng cho mình ấy. Nhưng mà tại sao em lại chuyển từ dòng nhạc thính phòng sang đến bolero? Có phải là em muốn để có thể tiệm cận được với cả một lượng khán giả lớn hơn hay không? Cái đấy là đúng chị ạ. Bởi vì theo em suy nghĩ thì mình là nghệ sĩ, thì là cái mà người thị hiếu của dân chúng, cái mà thị hiếu của khán giả thích nghe gì thì mình, nếu mình đáp ứng được thì sẽ vui hơn, tốt hơn. Còn nếu mà em cứ theo đuổi đúng cái chất opera của em thì thực sự là cái lượng khán giả mà em tiếp cận nó sẽ không được nhiều. Và rõ ràng là trong cuộc thi này thì khi mà em là một dân hát thính phòng chuyển sang bolero thì cũng có khá là nhiều những cái ý kiến trái chiều khi mà lắng nghe giọng ca của Nhã Thanh thể hiện những ca khúc bolero. Vậy thì lắng nghe ý kiến trái chiều đó thì cảm giác của em có bị khó chịu không? Ngày phát sóng bolero tập 7, tức là cái vòng đối đầu ấy, khi mà Nhã Thanh được huấn luyện viên Ngọc Sơn lựa chọn đi tiếp, nhận phản ứng của khán giả cả đêm đó là Thanh khóc. Thì em đọc những câu như thế nào ấy? Comment thí dụ như kiểu Nhã Thanh quay về hát thính phòng đi, giọng em không hợp bolero đâu, hoặc là những cái câu nó còn nặng hơn ạ. Thì cả đêm đấy em khóc mà buồn lắm á. Nhưng mà sau đó là em cũng may mắn khi được thầy Sơn gọi điện, thầy động viên á, thì bảo là giọng con có tiềm năng, nhưng tại vì con chưa biết cách
con còn thực sự là hôm em thi em cũng rất là run ấy. Ừ. Con còn chưa kiểu chuẩn bị được tâm lý cho cái tức là cái dòng nhạc này ấy. Ừ. Nhưng con cứ bình tĩnh, con tự tin lên, con mà khóc lóc con yếu đuối như thế, thế hóa ra con nói thầy chọn con là sai lầm à? Đúng, chị hoàn toàn đồng ý với thầy Ngọc Sơn của Nhã Thanh, bởi vì khi mà các huấn luyện viên lựa chọn các thí sinh thì họ chỉ cần biết rằng là thí sinh này có tố chất hay không đã. Bởi vì ban đầu thí sinh vào với một cuộc thi thì họ phải là người có tài năng đã, và sau đó thì người ta phải cần huấn luyện viên để huấn luyện mình trở thành những người giỏi hơn. Thì lúc đó khi mà bạn trưởng thành sau cuộc thi, bạn thành công, thì đó mới là điều mà đáng ngưỡng mộ. Chứ không phải nếu như mà ngay từ đầu mà bạn đã hoàn hảo quá rồi thì chúng ta cần gì đến huấn luyện viên nữa, đúng không ạ? Và rõ ràng thì Nhã Thanh đã thay đổi rất là nhiều kể từ những tập đầu tiên cho đến những tuần sau đó em được luyện tập cùng với thầy Ngọc Sơn. Đúng là sau khi xem xong đoạn biểu diễn vừa rồi thì đúng là thấy có một vài những nét giống với cả nữ diễn viên Nhã Phương thật. Và nhìn ở ngoài này thì có lẽ là cũng không nhận ra nhiều đâu, nhưng mà sau khi xem xong cái đoạn đấy thì Dung cảm nhận là mọi người nhìn ra cũng rất là tinh ý. Không biết là Nhã Thanh nghĩ như thế nào về cái việc mình được so sánh với cả Nhã Phương? Hôm nay chị thì Dung nói là em không giống lắm đúng không? Chắc là do Thanh mới cắt tóc. Còn bình thường trong cuộc thi hoặc là nhiều lúc mà Thanh đi diễn á thì hay để tóc dài xong là lại có những cái xoăn rồi những cái góc nghiêng ấy. Thực sự là nhiều lúc em cũng hơi giật mình vì em cũng thấy hơi giống. Đúng rồi, nhưng mà chị xem đó. Ở trên truyền hình ấy, ở ngoài thì rõ ràng là em sẽ có những cái nét cá tính rất là khác biệt so với Nhã Phương. Tươi hơn, tức là cái ánh mắt của em trông tươi hơn, còn mắt của Phương thì khá là buồn. Buồn. Nhưng mà khi mà lên sóng có nhiều khóc em cúi này, có nhiều khoảnh khắc mà trông em rất là giống với nữ diễn viên Nhã Phương. Nhưng có vẻ như là hát những bài tình ca bolero thì cần phải thể hiện cảm xúc buồn. Thế cho nên là mới nhìn thấy giống Nhã Phương. Nhưng mà có một chút gì họ hàng hay là chị em gì không mà Nhã Phương rồi lại Nhã Thanh nữa? Có cùng chị Nhã đấy. Dạ không ạ. Sau cuộc thi này, khi mà đấy chính cái hôm mà em cùng với cả anh Quang Long đối đầu với nhau và cả hai được lựa chọn đi tiếp, thì rõ ràng với anh Quang Long thì anh ấy quá là một người có thể nói rằng là quá nhiều kinh nghiệm trong cái việc thể hiện những ca khúc bolero rồi. Còn với Nhã Thanh thì cũng là một người rất là mới thôi. Nhưng mà cả hai đều được đi tiếp thì mọi người cũng có những cái ý kiến rất là nhiều. Thì sau đó em đã phải thay đổi mình như thế nào? Thực sự là em chính thức là được khán giả cũng như những người mà thân yêu ghi nhận là sau khi bước ra khỏi cuộc thi Thần Tượng Bolero. Bởi vì nói thật với chị là trong quá trình mà em tham gia cuộc thi á, với một người đang hát thính phòng được thầy Ngọc Sơn đào tạo thì nó phải có thời gian, người ta hay nói là mưa dầm thấm lâu ấy. Chứ không thể thấy nói một phát là em từ một giọng hát đang cứng, đang hát thính phòng như thế mà một phát em hát được bolero mềm mại như các danh ca thì quá khó. Và thực sự là sau khỏi cuộc thi, quá trình ở nhà em nghe nhiều hơn, em luyện nhiều hơn, đến giờ phút này thì em cũng tự tin. Và cũng có thể nói là dạo này em hát bolero tốt hơn rồi ạ. Vừa hôm nãy Nhã Thanh cũng có chia sẻ rằng sau cái đêm được chọn đấy thì em đọc những cái comment mà em khóc rất là nhiều. Dạ. Khóc nguyên đêm đúng không? Thì không biết là sau khi bước ra khỏi cuộc thi thì đã tập cho mình thói quen là không đọc comment hay chưa? Cũng có rồi chị ạ. Không, nhưng mà rõ ràng là bây giờ bắt đầu mọi người cũng yêu hơn giọng ca của em khi mà em thể hiện bolero rồi. Mọi người thì cũng đã từng được nghe Nhã Thanh thể hiện bolero qua chương trình Thần Tượng Bolero. Nhưng mà chắc rằng với những ca khúc thính phòng thì quý vị khán giả còn cảm thấy hơi lạ lẫm. Vậy thì Nhã Thanh có thể thể hiện một vài câu hát thính phòng cho các khán giả của chương trình được thưởng thức. Mọi người cũng chưa nghe Thanh hát thính phòng bao giờ đúng không nhỉ? Em hát thử một câu, em hát một câu của bài O Mio Bambino Caro cho mọi người nghe nhé. Một bài hát tình ý, em hát một đoạn thôi. Ok, đồng ý. O Mio Bambino Caro, la riace bella bella. I like it all. Hết hơi như thế mà hát quá tuyệt vời. Cảm thấy như là mình đang được ở trong một tại vì cái chưa có sự chuẩn bị nhà hát lớn để nghe những nghệ sĩ opera họ hát thật sự. Đây là lần đầu tiên mà Dung được nghe trực tiếp. Thế á? Lần đầu tiên là nghe trực tiếp. Cái việc mà Nhã Thanh hát thính phòng hay như vậy đúng không?
học qua trường lớp một khoảng thời gian dài như vậy, thì khi mà bạn chuyển sang cái dòng nhạc bolero thì những người thầy của bạn họ có nói gì về cái sự thay đổi này của bạn hay không? Thực sự là khi mà Thanh quyết định đến với thần tượng bolero thì Thanh cũng phải suy nghĩ rất là nhiều, bởi vì những cái mà mình đã được học 8 năm nay và những cái mình đang đi và đang tiếp cận thì nó cũng có quá là nhiều cái khác, cái biến đổi. Nhưng mà cũng may mắn là thầy của Thanh, thầy Quốc Hưng cũng động viên, thầy cũng nói là dù Thanh quyết định theo con đường nào thì thầy vẫn ủng hộ, tuy nhiên hãy giữ những cái gì mà Thanh vẫn có. Tức là dù Thanh hát nhạc gì đi chăng nữa vẫn phải giữ cái gốc rễ của âm nhạc, cái gốc rễ của tất cả các dòng nhạc, đó chính là hơi thở và kỹ thuật thanh nhạc. Thì nếu mà Thanh áp dụng được sang thì sẽ tốt hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói về những kế hoạch tiếp theo đi. Chị rất là tò mò về những định hướng trong tương lai của em. Như Duy Cường, em thấy rằng là ngay khi mà ra khỏi cuộc thi tổ chức một live show rất là lớn, Hoành tráng như thế mà thậm chí những nghệ sĩ lâu năm còn không dám làm. Thế còn Nhã Thanh thì sao? Sắp tới em sẽ định cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc gì mới không? Nhã Thanh thì đi chậm hơn. Trong quá trình mà ra khỏi cuộc thi thì Thanh cũng học hỏi hơn rất nhiều và cũng tư duy và tìm cho Thanh một con đường riêng. Vào ngày 6 tháng 10 tới thì Thanh cũng họp báo ra mắt album Chuyện Tình Yêu, là một CD về những bài hát bolero nhưng theo phong cách của Nhã Thanh là kết hợp với âm nhạc phương Tây, làm theo những cái điệu bolero của Cuba. Là sẽ không giống mọi người, như mọi người hát bolero thì nó mềm mại, nó điệu bolero nó chậm rãi, nhưng cái tiết tấu mà Thanh đưa vào trong album thì là mọi người nghe có thể lắc lư theo được, nhảy theo được. Nghe có vẻ rất là thú vị đúng không? Bởi vì tự nhiên Chi lại có một cái cảm giác nghĩ đến ca sĩ Lệ Quyên. Khi mà ca sĩ Lệ Quyên định hướng theo đuổi dòng nhạc bolero thì chị cũng có một cái xử lý tất cả những cái bài hát bolero không giống như bất cứ một ca sĩ nào đi trước. Và chính vì cái nét mới đó đã khiến cho ca sĩ Lệ Quyên giành được rất là nhiều tình cảm yêu mến của quý vị khán giả. Và ngay lập tức em cho ra mắt một album của em có bao nhiêu bài hát? Trong album của em thì có 8 bài hát ạ. 8 bài hát thì chắc chắn rằng là trong cái thời gian thu âm thì em cũng đã phải làm việc rất là cật lực. Em chọn ekip cùng phối hợp với mình là những ai? Producer cho Nhã Thanh là anh Nam Nguyễn, là một người rất là giỏi về chuyên môn. Anh ấy còn theo học tại Singapore và khi quay trở về kết hợp với Nhã Thanh làm cái album này. Cho nên cái tư duy âm nhạc của hai anh em rất là đồng điệu, nó mang âm hưởng của Tây Phương một chút. Đó, nó mang âm hưởng cái trên nền nhạc đó là một chút Cuba, một chút Tây Ban Nha, là cái nôi của bolero. Đó. Cái ý tưởng này thì nó xuất phát từ đâu? Từ đâu mà Nhã Phương có cái ý tưởng mà nó rất là khác lại Nhã Thanh? Nhã Thanh. Bây giờ thì thực sự là thành giống nhau rồi đúng không? Ý tưởng thì thực sự là nói như thế nào nhỉ? Bởi vì bản thân Thanh là người hát theo đuổi dòng nhạc thính phòng và cũng nghiên cứu những cái gọi là gì nhỉ? Khi mà đến với bolero, lần đầu đến với bolero thì Thanh cũng nghiên cứu cái nguồn gốc ra đời của bolero. Và khi mà biết được du nhập từ Tây Ban Nha về thì Thanh cũng vào nghe những cái bản bolero chuẩn của nước ngoài ấy, thì thấy rằng bolero của nước bạn nghe rất là dễ thương, nghe không bị xấu quá, không bị ủy mị quá. Nhưng mà Việt Nam mình thì định hướng là bolero đôi khi là rất là toàn là những ca khúc buồn, sâu lắng, trải lòng. Tất nhiên đấy là cái tiêu chí của bolero rồi. Nhưng mà Thanh muốn thổi một làn gió mới là Việt Nam cũng có rất là nhiều bài hát bolero nhưng không hề ủy mị mà nghe mặc dù là buồn nhá. Cái album của em vẫn là Chuyện Tình Yêu, là toàn những cái bài ca khúc về kiểu cũng là chia ly đấy. Nhưng mà nó cũng không buồn đến mức rơi nước mắt mà là nó buồn, nhưng cái buồn của nó vẫn có âm nhạc, nó vẫn du dương. Và em muốn cái mọi người khi nghe cái ca khúc đấy có thể nghe được nhiều lần và có khi nghe để ngủ. Đấy là cái album mà em muốn làm. Tại vì là chị thấy bình thường ví dụ như mỗi một ca sĩ trẻ họ muốn tiếp cận với khán giả thì họ sẽ cho ra mắt từng single một. Nhưng mà em đã quyết định ngay lập tức là em cho ra album luôn. Thì em nghĩ rằng là liệu rằng cái việc mà em ấp ủ quá lâu một thời gian dài như thế, đến bây giờ em phải cho ra album có bị muộn quá không? Có bị khán giả quên lãng mình một chút không? Em thì em không thể vội trong cái chuyện sản phẩm âm nhạc của riêng em được. Đây là sản phẩm đầu tiên em làm và em ra mắt. Thì cái thỏa mãn đầu tiên là em
Đúng là em thỏa mãn bản thân em trước, bởi vì khi mà ra được đứa con tinh thần mà mình cảm thấy mình hạnh phúc, mình cảm thấy đó là những cái tinh túy mình có thể kết hợp được, mình cho ra thì dù sớm hay muộn em thấy hài lòng là em cảm thấy rất là vui ạ. Còn nếu mà được khán giả tiếp nhận thì không còn gì hạnh phúc bằng. Các ca sĩ bây giờ thì họ cũng thường xuyên ra mắt những single này, rồi sau đó thì ra mắt những MV, hoặc là ngược lại, thì không biết là Nhã Thanh có ý định là sẽ ra mắt một MV nào đấy không? Cái đấy là có. Sau khi ra mắt CD thì Nhã Thanh sẽ tập trung vào làm sao cuối năm nay sẽ được một cái MV thật là đẹp để gửi tới toàn thể quý vị khán giả. Quý vị có thể thấy rằng rõ ràng là một cô ca sĩ có một cái nền tảng rất là tốt, và cái tư duy âm nhạc thì cũng là một cái tư duy âm nhạc mà chị nghĩ rằng là chỉ với những người nào mà theo đuổi âm nhạc một cách thực sự thì mới suy nghĩ con đường đi chậm như thế thôi. Và chắc chắn rằng chị nghĩ rằng cái điều này cũng sẽ là những cái tố chất rất là quan trọng để các khán giả ở bên cạnh em thật là lâu. Nhưng mà Thanh còn đang lo ạ. Chị biết lo sao? Tại vì trong cái sản phẩm của em á, em có kết hợp hát chất nó hơi da gì một chút và sử dụng nhiều kỹ thuật hát giọng pha. Thành ra nếu mà đối với một người mà không học thanh nhạc á, có một số bài như Giọt nước mắt ngà thì khó, em sợ là khó hát theo Thanh được. Nhưng cũng hơi lo là không biết là đối tượng khán giả của mình toàn là những người yêu mến Bolero thì họ có chấp nhận Thanh hát như thế không? Cũng hơi lo chút. Thực ra thì mình là nghệ sĩ trẻ, mình hãy luôn luôn tìm kiếm những cái mới. Lo thì chắc chắn là sẽ lo, bởi vì một đứa con tinh thần mới ra thì bao giờ đôi khi nó cần phải có một cái duyên, và đôi khi nó cần phải có sự may mắn nữa. Mình cứ làm tốt nhất những cái gì mà mình có thể đã. Và bây giờ thì chắc là Thùy Dung cũng như là quý vị khán giả cũng rất là muốn lắng nghe một vài câu hát Bolero của Nhã Thanh, xem là từ sau cuộc thi đến bây giờ thì Nhã Thanh đã thay đổi như thế nào. Nhã Thanh có sẵn lòng không? Em vẫn hát rõ ràng là một bài cực kỳ quen thuộc mà mọi người hay nghe, là bài Mùa đông của anh của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Em cũng làm bài hát nằm trong album, hoặc là bài Đừng xem đêm nay của nhạc sĩ Đức Huy cũng là bài hát trong album. Những thì mọi bài người đã rất nổi tiếng rồi và rất quen thuộc, nhưng mà em phối mới lại và mang cái phong cách nó khác đi một chút. Em chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái, em chỉ là người say bên đường anh nhìn thấy đó. Chị đang cảm giác như là em có một cái nội lực và một cái ngọn lửa rất là cháy bỏng ở trong người em, mà cứ nói đến âm nhạc là nó cứ bùng cháy lên. Và chị hy vọng rằng là những cái sản phẩm âm nhạc này của em khi mà em cho ra mắt công chúng thì sẽ được mọi người đón nhận. Có thể rằng là sản phẩm âm nhạc đầu tiên thì mình không quá là mình kỳ vọng quá nhiều, nhưng mà biết đâu đấy may mắn sẽ đến với mình và lại có một cái cú hích lớn trong sự nghiệp âm nhạc của em thì sao? Quan trọng là mình dám tìm cho mình một cái hướng đi nó khác lạ so với cả một cái thị trường âm nhạc nó đang bão hòa như bây giờ. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ khá là nhiều những câu chuyện thú vị xoay quanh cuộc sống cũng như là sự nghiệp của nữ ca sĩ Nhã Thanh. Và nhân đây thì Quỳnh Chi xin chúc Nhã Thanh sẽ ngày càng thành công hơn với vai trò là một ca sĩ ở bất cứ dòng nhạc nào mà em theo đuổi, chứ không chỉ là Bolero hay là thính phòng. Vâng, em cảm ơn chị Quỳnh Chi cũng như cảm ơn toàn thể quý vị đã theo dõi chương trình. Mong rằng quý vị sẽ ủng hộ cho Thanh trong sản phẩm tới này nhé. Cảm ơn Nhã Thanh ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình và dành tặng cho khán giả những ca khúc, những kiểu hát Bolero rất là khác. Rất là Nhã Thanh. Có thể nói rằng đây là một cái điều mà mới lạ mà không phải lúc nào chúng ta cũng được thưởng thức, đúng không? Và đặc biệt ngày hôm nay thì Dung cũng được mở mang thêm khi mà được nghe Nhã Thanh hát những câu opera trực tiếp ở tại trường quay như này. Cảm ơn Nhã Thanh rất là nhiều. Và trường quay của Giải Trí ngày